Vâng, em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Hôm nay em lên nói chuyện với cả nhà là qua một vụ vải mất mùa năm 2024 cả nhà. Dân làm vườn, làm vải thiều chính vụ này ấy, thì là dân Lục Ngạn có rút ra được cái bài học gì không? Đấy. Thì em lên nói chuyện với cả nhà. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Giáp Thìn cả nhà. Đấy. Trước mặt cả nhà là đây là vườn vườn vải thiều chính vụ nhá. Vẫn chưa tỉ tót gì cả nhà, vẫn đang để rậm đây. Đấy, chưa tỉ tót và cũng chưa làm cỏ nhá cả nhà nhá. Còn đây là vườn bên này đã làm sạch rồi cả nhà. Đấy. Như vườn này đã làm sạch cái này này. Đấy. Đây làm xong ấy thì là lộc nó cũng đã búng rồi đây này. Đấy cả nhà nhá. Đấy. Những vườn vải thiều chính vụ năm nay là một số nhà chưa làm và một số nhà đã làm sạch và đã tỉa nha cả nhà nhá. Đây những vườn này thì là đã làm rồi. Đấy theo em thì tỉa như vậy là được nha cả nhà nhá. Đấy tỉa như vậy là ok rồi. Nhưng mà để theo em xem ấy là cành ở trong thân ấy vẫn hơi dày cả nhà. Đấy cành trong thân vẫn hơi dày. Nó vẫn đá vào nhau rất chi là nhiều. Đấy các bác nhìn nó hơi chằng chịt cả nhà. Đấy. Cành trong thân nó hơi nhiều ấy thì sau này quả nó hay bị quả kẹ nhiều cả nhà. Đấy, cành trong thân khá là dày. Đấy, riêng vườn của em ấy là cành nó không dày như vậy đâu nhá. Đấy thì hôm nay em nên quay video ấy thì là em đi quay cho cả nhà ấy, thì không phải vườn của em nhá. Đấy cả nhà. Thì cái video mục đích hôm nay lên là em nói chuyện với cả nhà là anh em làm vườn, làm vải thiều chính vụ ấy cả nhà. Đấy, làm vải thiều chính vụ ấy. Năm 2024 này mất mùa ấy cả nhà. Là anh em rút ra được cái bài học gì. Đấy. Đấy là gọi là em nói cho anh em gọi là ở khu vực Lục Ngạn nhá cả nhà nhá. Anh em rút ra được cái bài học gì. Đấy gọi là anh em làm vải thiều chính vụ ở khu vực Lục Ngạn nói riêng và những khu vực lân cận, nói chung cả khu vực lân cận, nhưng mà riêng vải thiều chính vụ ở khu vực Lục Ngạn nhá cả nhà nhá, là vải thiều ở khu vực Lục Ngạn đấy là rất là ngon ngọt. Đấy, ra thị trường đấy thì hôm nay nhiều anh em đi quay ấy cả nhà đã là cán mốc 95k 1 kg. Đấy, 95k nhá cả nhà nhá, kinh khủng chưa, lập kỷ lục không biết là bao nhiêu năm nữa nó mới trở lại. Đấy có bác là đi nhiều anh em quay tút đấy thì là 95k rồi, còn là cái giá với lại cái giá là 98 với lại 100 ấy thì là em không rõ nhỉ cả nhà. Thì riêng cái giá là 95 là có nhá. Đấy, khá là nhiều anh em quay tút là giá vải thiều Lục Ngạn là 95k. Nhưng mà trong khi đó là vải theo em nhìn các bác quay lên đấy cả nhà là vải không phải đẹp đâu cả nhà. Không hẳn là đẹp nhá, vải chàm chàm mà nó không phải là đẹp mấy. Đấy. Giá 95k là các bác anh em mà làm vườn ở khu vực Lục Ngạn là anh em là rút ra được bài học gì. Đấy. Nhiều anh em năm nay với đang gọi là làm vải thiều chính vụ ấy là cắt đi một số lượng khá là lớn cả nhà nhá. Cắt cắt vải cây vải thiều ấy, cắt một số lượng rất chi là lớn nhá. Những cái vườn cắt ấy thì các bác năm nay không biết là có tiếc hay không. Đấy cả nhà. Không biết là có tiếc hay không, nhưng mà trong khi đó cái giá năm nay là vải mất mùa ấy thì là các bác biết rồi. Đấy, cứ bình thường là theo dân trồng vải đấy thì là năm được mùa ấy, thì là mất giá, năm được giá thì là mất mùa. Đấy. Nhưng mà trong khi đó là anh em phá cái tỷ lệ vải thiều chính vụ ấy thì là rất là lớn cả nhà. Năm nay phá đấy thì những
cái lò đốt than đấy cả nhà, lò đốt than là sản xuất sang gọi là than xuất khẩu ấy, nó gọi là anh em cắt đi bán củi củi vải đấy để làm bán cho những cái lò than xuất khẩu than củi vải với lại củi nhãn đấy cả nhà, là cân củi than củ củi vải này cũng rất đắt nha cả nhà nhá. Cái củi than này xuất khẩu này cũng nghe nói đâu là 30-40 nghìn một cân cơ cả nhà, cũng đắt lắm đấy. Là anh em năm nay chuyển đổi cây trồng ấy là cắt là khá là nhiều, thấy anh em là ở bên những cái lò đốt than đấy là ngày nào cũng chạy kìn kìn hàng bao nhiêu xe ben này, xe ba chân này, gọi là rất nhiều củi vải cả nhà đấy. Thì theo em năm nay là các bác là ở khu vực ngạn là các bác làm vải đấy, là các bác theo các bác là các bác rút ra được bài học gì các bác để lại comment hay cho em nhá. Đấy, khu vực Lục Ngạn nhá. Đấy, còn những khu vực lân cận ấy thì là gọi là vải thiều chính vụ đấy thì là cũng có nhưng mà không bao giờ bằng Lục Ngạn được cả nhà. Đấy. Thì em sẽ nói một chút và lập luận một chút về cái cây vải thiều chính vụ này. Đấy, em sẽ nói một chút để cho cả nhà còn cây vải mà đến thời điểm này mà chưa tỉa tót mà chưa chăm, và những anh em nào mà có những cái cây vải to khủng như thế này này. Đấy, gọi là trồng những cây vải này trồng từ năm 95 nhá cả nhà nhá. 95. Năm 95 mà năm 95 đổ lên đấy cả nhà. Đấy. Đấy, những cây vải trồng từ năm 95, như những cây này là năm 95 này. Đấy. Năm 1995 nhá, những cây vải này. Còn là vườn của em ấy trồng là năm 1997 cả nhà. Đấy. Các bác cắt những cây này là em theo em là khá là tiếc nhá. Cắt cái vườn, nhiều anh em đợt làm YouTube đấy cũng đi quay chuyển đổi cây trồng đấy cả nhà, cũng cắt là rất là nhiều. Đấy. Em sẽ nói một chút về cây vải thiều chính vụ này. Đấy. Năm nay giá cây vải thiều chính vụ là mất mùa, là cán mốc là 95k là đỉnh điểm. Thì các bác phải hiểu như thế này, năm cây vải thiều chính vụ ấy là nếu mà được mùa ấy thì là em sẽ đi phân tích nha, thì là những cây vải thiều được mùa đấy, ví dụ em nói này, năm được mùa ấy thì là nhiều thương lái họ đến khu vực Lục Ngạn này và thu mua, và với cái tình trạng là được mùa như vậy là họ có cái bài là ép giá. Nếu mà so với như mọi năm ấy thì cây vải thiều chính vụ đấy đầu vụ ấy là được giá này, và cuối vụ là được giá, và giữa vụ ấy là rất là rẻ nhé cả nhà nhá, rất là rẻ. Ví dụ như năm nay cái loại vải 90k đấy, cái loại kia đấy, nếu mà mọi năm ấy nó chỉ độ tầm 8.000 đến 10.000 thôi. Đấy, 8k đến 10k loại vải kia thôi. Đấy. Nhưng mà từ năm 2025 sang năm đổ đi ấy, là em sẽ nói với cả nhà là cây vải thiều chính vụ này, riêng quả vải thiều chính vụ ấy là không có giá rẻ đâu nhá cả nhà nhá. Nếu mà cả nhà chăm được quả vải nó đẹp hơn và nó có lượng vải ấy, quả nó to hơn và đẹp hơn đấy, theo em nghĩ là nó không có cái giá là rẻ như là 8.000 đến 10.000 đâu. Đấy, theo em là như vậy. Nhưng mà cả nhà phải chăm được nhá. Nếu mà không chăm được ấy thì cái tình trạng ấy thì là nó vẫn rẻ, bởi vì quả vải ấy, nó vẫn xấu. Các bác như năm nay mất mùa ấy thì là nhiều anh em đã lên tút đấy. Năm nay ấy là mất mùa rồi còn mất giá. Đấy, các bác xem được những cái video ấy thì các bác tự hiểu thôi. Nhưng mà theo em ấy thì là các bác là bán nó hơi vội. Đấy, các bác có vải mà các bác không chăm, là các bác không phun, mà các bác bán cái thời điểm ấy các bác bán quá là vội. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì vội như thế nào? Bởi vì từ đầu ấy là các bác có vải, các bác không không phun được thuốc sâu và không chăm bón được, cái quả vải nó không đẹp và nó bị sâu cuống rất nhiều. Nếu mà không bẻ sớm ấy, thì là nó cũng tương tự rụng hết. Đấy cả nhà. Thế là bán vội đầu vụ ấy, cái giá vải thiều chính vụ ấy mới ra ấy, lúc đấy nó chỉ là độ tầm 20k thôi cả nhà. 20k đến 35k đổ về là vải đẹp, gọi là khá là đẹp.
đấy em đi làm tút đấy thì em quay giá vải cho cả nhà hiểu rồi. Thì cái giá cả ấy thì là lúc gọi là gần đầu vụ ấy là có lại hàng xấu xí đấy cả nhà. Như mọi năm được mùa người ta hay gọi là cái vải lại vải sida ấy cả nhà, lại vải sida xấu xí là 15k nhá, đấy 15k. Thì riêng gần gần đầu vụ ấy là em có đi tút em hỏi ấy, có bác bán 25 về sau là em hỏi bảo là các loại này được 45 50 không, thì bác ấy trả lời bảo là loại này bây giờ được 25k là tốt lắm rồi đấy. Nhưng mà về sau các bác thấy rồi, vải thiều chính vụ rất chi là đắt, đến thời điểm này rất chi là đắt đấy, các bác biết rồi đấy. Em theo em nghĩ ấy, cây vải thiều chính vụ này quả vải ấy, là càng năm là sẽ càng đắt nha cả nhà nha. Theo em nghĩ là như vậy, bởi vì cái diện tích vải thiều chính vụ này ấy, là đã bị thu hẹp dần, là nhiều bác đã chuyển đổi cây trồng. Thứ nhất là chuyển đổi cây trồng đấy, thứ hai là cây vải thiều chính vụ này, những quả vải thiều chính vụ ấy bắt đầu là ra thị trường nha cả nhà nha, bắt đầu ra thị trường những nước mà chưa được ăn bao giờ đấy. Theo em là nghĩ là như vậy, bởi vì vải của Việt Nam, vải của khu vực lục ngạn ấy, cây vải thiều chính vụ ấy đa số là sang Trung Quốc cả nhà, đa số là xuất đi Trung Quốc mới được giá. Nhưng mà vài năm nay bắt đầu là dân ở trong nước, là gọi là ở trong nước Việt Nam ấy, bắt đầu là được ăn quả vải thiều chính vụ nhá. Nhưng mà chưa được ăn loại một đâu, hầu như là toàn được ăn các loại vải loại hai loại ba thôi. Nhưng mà mấy năm nay là bắt đầu là được ăn rồi, được ăn cái quả vải thiều rồi đấy, bắt đầu là biết là thưởng thức rồi đấy, trong nước là biết thưởng thức rồi đấy. Hiện tại bây giờ ấy thì là những quả vải ấy cả nhà, vải thiều chính vụ ấy, em xin nói, em nhấn mạnh và em nói rất nhiều về cây vải thiều chính vụ này, bởi vì cây vải thiều chính vụ làm rất khó nhé cả nhà nhé. Cây vải thiều này làm rất khó, nó khó hơn những cái loại vải u sớm, u hồng với lại vải thanh hà, nó làm cực kỳ là khó, nên là năm nay nó mất mùa rất chi là thảm cả nhà. Năm nay nó mất mùa rất chi là kinh khủng đấy. Nên là cây vải thiều chính vụ đấy, anh em nào mà có đấy, theo em là các bác cứ giữ và chăm thật thật tốt, thật đẹp vào. Đấy, em khuyên các bác là nên giữ cái vải thiều chính vụ này. Đấy, dần dần là cái thương hiệu của vải thiều chính vụ ấy, gọi là vải thiều lục ngạn ấy, dần dần là nó sẽ lấy lại được nhá cả nhà nhá. Bởi vì ấy, khá là lâu anh em không được ăn ấy, thì là nhiều nước khác và còn chưa được ăn riêng quả vải thiều chính vụ. Nhưng mà những cây vải và quả vải u sớm ở những khu vực khác là rất nhiều, nhưng mà riêng cây vải thiều chính vụ ấy là ở khu vực lục ngạn là ăn là ngon ngọt nhất trong các loại khu vực ở trong gọi là trong cây vải đấy, gọi là khu vực khác đấy, riêng cây vải thiều chính vụ là ngon ngọt nhất. Thì theo em suy đoán là sang năm là giá của vải thiều này vẫn giữ ở mức khá là cao nhé, nhưng mà riêng vải đẹp. Còn vải có loại vải hàng xấu thì em không rõ, nhưng mà riêng vải đẹp nó sẽ giữ ở mức khá là cao đấy cả nhà. Nó phải độ trên 30k đổ lên, riêng vải đẹp theo em nghĩ là nó phải trên 30k, gọi là phải 30k đến 40k riêng vải đẹp nhá. Còn riêng có loại vải mà chàm chàm xấu xấu sang năm là nó sẽ có cái mốc từ 12.000 đổ lên đấy cả nhà. Nếu mà cả nhà cứ chăm được quả to là nếu mà chàm vẫn được mà 12.000 đổ lên nhá cả nhà nhá. Tại sao em lại nói như vậy? Thì em căn như thế này này. Tại vì năm nay một năm là cây vải thiều chính vụ này, gọi là quả vải thiều ấy, vải thiều chính vụ của lục ngạn ấy là không đáp ứng nổi đấy, không đáp ứng nổi thị trường. Một năm rồi không đáp ứng nổi đấy, là nó sẽ giữ cái mức giá gọi là nó sẽ gọi là giữ cái mức giá khá là cao đấy. Một năm rồi là không đáp ứng nổi, thứ nhất là về vải thị và vải quả vải tươi đấy cả nhà, hiểu là quả vải tươi là vải thiều chính vụ không đáp ứng nổi là mặt hàng là vải tươi nhá. Thứ hai là vải sấy khô đấy cả nhà. Riêng vải thiều chính vụ ấy là vải sấy khô ấy, như mọi năm được mùa ấy, vải sấy ấy nó chỉ giá 50k thôi, 50-60k 1kg thôi. Nhưng mà năm nay một năm không có một quả nào để sấy, thì là tương tự là những cái kho hàng ở trên
cửa khẩu Vải Sấy ấy nhá, đi đi cửa khẩu ấy cả nhà, nó sẽ tương tự là hết cả nhà, nó sẽ hết. Và sang năm riêng Vải Sấy ấy, quả to mà đẹp, sấy to đẹp ấy, em nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 15k đến 20k, riêng loại vải sấy đấy, loại vải sấy mà loại vải to đẹp ấy, nó sẽ rơi vào mức giá là 15k đến 20k. Đấy, người ta sẽ lấy cái hàng khi về sấy và sấy là bán với cái giá mức của nó sẽ là khoảng độ tầm 80k đến 100k nhé cả nhà nhé, riêng vải sấy. Bởi vì năm nay một năm là không có vải rồi, thì là cái cung cầu của cái của quả vải sấy ấy thì là nó sẽ không có, bắt buộc là anh em sẽ phải sấy, thì nó cũng phải theo thị trường Trung Quốc cơ. Đấy, riêng một năm rồi thì cái tỷ lệ vải sấy ở trên cửa khẩu nó cũng sẽ không còn đâu, không còn nhiều đâu. Đấy, sang năm ấy anh em là cứ tự tin chăm đi, chăm quả vải to đẹp đi, kiểu gì hàng tươi nó cũng sẽ có giá và hàng khô nó cũng sẽ có giá nhá. Đấy, tại vì cây vải thiều chính vụ này ấy, là các bác cắt cũng gọi là cái số lượng khá là nhiều rồi. Đấy, cắt khá là nhiều rồi, nó không còn nhiều nữa đâu. Đấy, nên là vải thiều ấy, theo em nghĩ ấy, giá là càng ngày nó sẽ càng ổn định. Đấy, còn những cây vải khác thì em cũng không nắm rõ được. Bởi vì vải khác ấy, thì ăn nó không ngon ngọt bằng vải thiều chính vụ được. Mà vải, những cái vải u sớm, u hồng hay là thanh hà ấy, nhiều nơi là trồng được, nhưng mà riêng cây vải thiều chính vụ ấy nó rất chỉ là khó tính. Đấy, năm nay nó còn mất mùa tàn tập cơ mà cả nhà. Đấy, rất ít vườn có. Đấy, rồi video em lên như vậy thôi, em lên nói chuyện với cả nhà là cây vải thiều chính vụ ở khu vực Lục Ngạn là nhiều anh em năm nay mất mùa, là anh em rút ra được bài học gì, thì là em qua video thì em cũng lên nói chuyện. Thì nói chuyện ấy thì nó không hết được đâu cả nhà. Bởi vì em lên ấy thì lên video là em chỉ cần cầm cái điện thoại lên là nói chuyện với cả nhà, là ngẫu hứng là em nói, thì là nó không được hết. Riêng câu chuyện về nói về cây vải và làm vải ấy, thì nó dài dòng. Đấy, có kể cả nói chuyện uống nước chè, nó nói đến khoảng tầm nửa buổi sáng, hay là nói một ngày nó cũng không hết đâu. Đấy cả nhà. Thì theo anh em ấy, thì là mình suy nghĩ đấy, là nhiều anh em là đã chặt bỏ phá nhiều và trồng keo hoặc là trồng bạch đàn là nhiều ở trên đồi cao, là nhiều bác là không chịu được, là đã chặt phá rất nhiều riêng cây vải thiều này. Và lượng cây vải ấy, là nó sẽ giảm dần. Đấy, thì video em lên như vậy thôi. Rồi em xin được chào cả nhà nhé.